hướng dẫn các em làm bài, gọi là hướng dẫn làm bài thì cũng không đúng, mà gọi là khái quát cho các em cái cách thức mà mình triển khai bài assignment. Đó, hôm nay chúng ta không phải học nội dung kiến thức mới gì cả. Từ bài 1 đến bài 4 ấy, thì những cái nội dung này thầy hướng dẫn các em cũng nói chung là ngày hôm nào ấy cũng rất là căng rồi. Ngay từ cả những cái bài IELTS đầu tiên, chúng ta thấy là nội dung kiến thức của chúng ta cũng có vẻ như là nó cũng hơi khó tiếp cận. Chưa nói đến những cái vấn đề mà nó khác lạ. Thì trong quá trình mà mình học từ bài 1 đến bài 4 ấy, thì những cái phần ngoài phần những cái cấu trúc cơ bản như là if else này, switch case này, why do why hay for ra thì các em chú ý đến cho thầy những cái thành phần liên quan đến chuỗi, liên quan ngày tháng và liên quan đến mảng. Đó là những cái nội dung mà từ bài 1 đến bài 4 là chúng ta tiếp cận. Thì với những cái nội dung này thì thầy nghĩ rằng là nó không quá khó đâu. Tại sao mà sinh viên đôi khi cảm thấy nó hơi mệt? Bởi vì nội dung kiến thức nhiều quá các em. Hơn nữa là cái quá trình mà các em đọc trước ở nhà ấy, nó hơi hạn chế. Cho nên cảm giác như rằng là cái quá trình này nó hơi mệt. Tại vì rất nhiều sinh viên không phải lớp mình đâu, kể cả các bạn lớp khác cũng thế, cũng kêu là thầy ơi em vừa học PHP xong, căng quá thầy ạ. Đúng. Với cái lượng kiến thức nhiều như vậy, lượng kiến thức nhiều nhưng không khó các em nha, nhiều như vậy mà chúng ta không để ý thì sẽ dẫn tới là nó hơi căng. Chính vì lý do đó này, cho nên ấy, ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em, gọi là nếu mà các em muốn nhé. Hôm trước thì như thầy hướng dẫn được một chút rồi thì phải. Còn nếu như ngày hôm nay mình sẽ cố gắng dành thời gian trọn vẹn 2 tiếng này để làm từng phần một. Từ ở cái trang login, tất nhiên trang login thì chưa làm được cái phần section đâu, bởi vì mình chưa học. Cho nên thầy không muốn nói phần section, nhưng cái phần trọng tâm, trọng điểm của phần này đó là phần thao tác với dữ liệu. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em để các em làm được. Ở lớp mình thì có một số bạn làm tốt rồi đấy. Hình như là hôm trước có bạn Nam hay sao ấy, bạn ấy làm được thêm, không biết thêm do sửa làm được chưa, nhưng ít nhất là xóa làm được rồi. Và theo cái định hướng của bạn ấy như vậy là ổn rồi. Còn để hiểu đến bao nhiêu ở trong cái bài của mình làm thì chưa xét nha. Gì đấy Huy ơi? Tắt mic cho thầy Huy ơi. Không sao Thuận ơi. Thực ra cái định hướng của thầy là mong muốn các em làm theo OOP. OOP thì đúng hơn chứ không phải OOP đâu nhé. OOP, lập trình hướng ý tượng. Đấy là mong muốn của thầy thôi. Còn nếu như trong trường hợp ấy mà các em không tiếp cận được OOP thì các em làm theo hướng thủ tục cũng được. Nhưng nói thật với các em nha, hướng thủ tục ấy, như thầy chia sẻ ngay từ những buổi đầu rồi, bây giờ nó không dùng mấy nữa đâu. Cho nên là nói thật các em nên tiếp cận dần theo hướng đối tượng đi. Ở bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng thế luôn, chứ không phải là chỉ có ngôn ngữ PHP này. JavaScript, rồi Java, hoặc là C thăng ấy, chứ không phải C thường. C thường thì không có hướng đối tượng rồi, chỉ có C cộng cộng mới có hướng đối tượng. Nhưng mà trường mình thì không đào tạo C cộng cộng, chỉ đào tạo C thường thôi. Thì C thường thì chỉ có duy nhất là hướng thủ tục thôi. Còn thầy thì thầy sẽ vẫn hướng dẫn các em theo hướng đối tượng để các em quen dần. Trong tâm lý của các em đừng có sợ hướng đối tượng nha. Ngày xưa này thầy nói thật, thầy học ấy, thầy quen hướng thủ tục rồi thầy ngại làm hướng đối tượng lắm. Nhưng mà khi mà mình làm quen hướng đối tượng rồi ấy, thì mình lại thích làm với nó. Và đây chính là phương thức lập trình mà được sử dụng phổ biến hiện nay. Chứ không phải là nó ít sử dụng, mà lại thầy cứ hướng cái phần đấy, nó sử dụng rất là nhiều. Thực ra hướng đối tượng hay hướng thủ tục ở trong môn PHP này, nếu như các em đi theo hướng nào thì thầy cũng không trách. Hướng nào các em hiểu thì các em đi theo hướng đấy, nhưng vẫn mong muốn các em đi theo hướng đối tượng nha. Rồi bây giờ thầy sẽ điểm danh này, sau đó là chúng ta sẽ làm việc với cái bài gọi là khái quát về cái bài assignment. Sau đó là cần thì mình sẽ làm lại từ đầu và các em có thể làm theo được luôn. Bởi vì bây giờ không phải nhiệm vụ của các em là hiểu, mà nhiệm vụ của các em bây giờ thầy mong muốn là các em làm được. Làm được rồi bắt đầu từ cái đoạn code chúng ta làm đấy, chúng ta phân tích ra, chúng ta hiểu. Bởi vì sao thầy lại nói thế? Thông thường người ta sẽ hiểu rồi người ta mới làm. Nhưng vì là cái kiến thức mình chưa được học, nó nằm ở bài 7, bây giờ thầy không thể là nhảy vù phát đến bài 7 thầy dạy các em, xong lại quay ngược lại bài 5 được. Ví dụ bài 5 bài hôm sau ấy, bạn đã đọc trước tài liệu, bài sẽ làm việc với form, đúng không? Nhưng ngày hôm nay của chúng ta tương tác dữ liệu, chúng ta đã có phải có cái form để chúng ta nhập liệu rồi.
Cho nên là nếu như chúng ta cứ nhảy cóc bài như thế để đạt được làm được cái bài assignment ấy thì nó hơi phi logic. Cho nên là thầy vẫn cứ dạy theo tiến độ, nhưng mà thầy sẽ nói trước cho những cái phần này để các em làm được, và từ những gì em làm được đó em ô bạn nào dừng ghi của thầy rồi. Từ những cái gì em làm được đó, các em bắt đầu triển khai những cái phương thức, những cái hàm mà mình chưa biết, mình tìm hiểu trên Google nó cũng dễ thôi mà, nó không có cái gì mới đâu. Nó không có cái gì gọi là mới ở đây, có nghĩa là không có cái gì mới so với cái nội dung của chương trình đâu. Hầu hết đều là những cái phương thức nó có trong chương trình thôi à. Rồi bây giờ thầy điểm danh trước nha. Đừng tắt, đừng bạn nào tắt cái ghi hình của thầy nhé. Thầy điểm danh này. Nguyễn Duy Việt Anh. Cho vắng luôn rồi. Phan Đức Việt Anh. Công Bừng. Văn Chất. Quang Chiến. Quỳnh Chi. Hải Đăng, Tiến Đạt, Minh Dũng, Công Duy, Văn Giản, Văn Giản, vắng, Tuấn Hải, Trung Hiệp, Văn Hiếu, Quang Huy, Đình Khải, Đức Mạnh, Nguyễn Đức Mạnh, Tuấn Minh, bật 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 bài đi để thấy rồi. Tuấn Minh có không em? Tuấn Minh à, bạn này quên, bạn này nghỉ học, đã đi học buổi nào đâu. Văn Minh, Trà My, Thọ, Phương Nam. Tuấn Minh chiếu lại đi xem nào. Quốc Nghĩa, Văn Cái này Quyết, thì đã Ngọc được nghe Quỳnh, chưa? Rồi, nghe rõ không? Trường Sơn, Bây giờ mình có khoảng 2 với 3 bạn. Chí Thành rồi này, Quang Thiết, Văn Thuận, Thành Trà, Thành Trung, Nhật Trường, Anh Tuấn, Xuân Vũ, Xuân Vũ. Rồi. Vậy ở lớp mình ngày hôm nay vắng bạn Nguyễn Duy Việt Anh này, Văn Giảng này và Tấn Minh, Tuấn Minh thì vắng suốt rồi. Rồi, bây giờ bài assignment, bây giờ tắt cái này đi này. Bây giờ các em muốn là chúng ta làm cái bảng cơ sở dữ liệu này thì chắc là với sinh viên thì không có vấn đề gì khó khăn đúng không? Có bạn nào gặp khó khăn khi tạo bảng cái thứ này không? Nếu có thì gõ số 1 lên cho thầy xem nào. Rồi, ok. Cái thứ hai là bây giờ thầy sẽ hướng dẫn khái lược cái Y2 và Y3. Nếu mà cái Y2, Y3 mà các em nói thật là các em biết cách làm rồi thì Y4 em làm được luôn. Cái Y4 em có thể làm được luôn. Còn cái Y5 ấy, cái Y5 thì nó là lấy dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu và lốt ra trang ra trang người dùng cuối. Có nghĩa là cái website đấy. Còn đây là cái trang web người dùng dùng này, còn đây là cái phần quản trị. Có nghĩa phần quản trị của mình nó là Y1, Y2, Y3, Y4 và Y6. Nó có 6 cái Y, 6 cái Y thì có đến 5 cái Y nằm trong quản trị rồi. Còn cái Y5 này là nó nằm ở trong cái phần trang người dùng.
nhưng mà cũng khá là vất vả ở cái Y5 đấy. Nhưng chúng ta cứ làm được các cái Y trong quản trị đã trước. Có bạn nào đã làm để đăng nhập được từ hệ thống, xin lỗi, đăng nhập được từ trang login vào trong hệ thống cho em? Có bạn nào làm được chưa? Chưa. Đấy, đấy là một nội dung hôm nay thầy sẽ cố gắng hướng dẫn các em để đăng nhập được này. Rồi, à rồi, Thuận, rồi ok. Thực ra nhá, để đăng nhập được thì làm gì? Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra, sau đó đi so sánh thôi. So sánh xem là liệu rằng cái cơ sở dữ liệu này nó có trùng với dữ liệu chúng ta nhập vào hay không thôi. Cái tư duy là như vậy. Còn cái ghi nhớ này chúng ta nói sau nhỉ. Tại vì có mấy cái phần mà chúng ta chưa học là section và cookie. Cái đấy thôi tạm thời bỏ qua, chúng ta bổ sung sau. Cái đấy bổ sung vào nó cũng nhanh thôi. Còn cái phần xây dựng chức năng quản lý người dùng này, có bạn nào làm xong hết chưa? Làm xong hết rồi, thêm sửa xóa người dùng được hết rồi ấy. Có bạn nào làm được hết rồi thì gọi số 1 cho. Ấy à, xong luôn SMS giai đoạn 1 rồi à? Thế có cần phải hướng dẫn không? Khải cũng được rồi này. Ít ra được Khải, được Nam, được Thuận này. Thôi bạn nghỉ học buổi này đi Nam, hướng dẫn theo OPP đi. Ừ, thầy sẽ hướng dẫn theo OOP. Bởi vì cái mục đích chính của những cái phần này là thầy mong muốn các em làm theo hướng đối tượng mà. Rồi ok, thầy sẽ hướng dẫn các em theo cái OOP này từ đầu luôn nha. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ làm một bài mới luôn này để đi từng bước cho nó liền mạch. Ngày hôm nay chúng ta có đủ thời gian để làm điều đấy. Cho nên là các em có thể làm theo thầy luôn cũng được. Thì tốt nhất là làm theo thầy luôn. Chứ còn bây giờ các em chỉ ngồi nghe xong ngồi nhìn thầy làm ấy, thì thực ra là về lát nữa về xem video cũng được, chứ chẳng cần phải ngồi ở đây. Nhưng cho nên là bây giờ chúng ta ngồi ở đây, thầy mới mong muốn là các em làm theo được. Thầy sẽ cố gắng làm chậm để cho các em làm theo. Cái phần nào mà cái nội dung nào mình không hiểu, các em có thể hỏi luôn. Bởi vì cái nội dung này đến cái phần bài 7, cái phần lý thuyết mà chúng ta có kiến thức ở phần này rồi, thì bài 7 chúng ta học rất là nhanh. Chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần khác. Rồi ok, bây giờ về phần cơ sở dữ liệu là xong này, không có vấn đề gì này. Bây giờ thầy sẽ xóa bài cũ đi, mình làm lại này. Xóa hết code đi. Có nghĩa là bây giờ thầy sẽ tạo những cái thư mục nào cần thôi, chứ còn những cái thư mục thừa vứt hết đi. Thầy xóa hết những cái bài mà thầy đã từng làm được đi. Cố gắng mình sẽ làm được hết những cái nội dung liên quan đến đăng nhập này, rồi quản trị người dùng này. Quản trị người dùng thì nó giống như quản trị sản phẩm với quản trị danh mục thôi. Cho nên làm được quản trị người dùng sẽ làm được quản trị danh mục và quản trị sản phẩm. Rồi bây giờ chúng ta mở cái này. Các em tạo một thư mục đi. Nhưng các em phải có cơ sở dữ liệu rồi các em nha. Và cơ sở dữ liệu tạo theo đúng cấu trúc mà thầy đã đưa trong bài assessment rồi đấy. Nhớ là phải tạo được, chứ không thôi lại lát nữa làm theo lại cuối cùng là chả chạy được đâu. Nếu cần thì thầy gửi cơ sở dữ liệu luôn cho mạng Aztec này. Các em có biết là import cơ sở dữ liệu vào không? Các em có biết, ví dụ như bây giờ thầy xuất giữ cơ sở dữ liệu ra, các em có biết import vào không? Bạn nào không biết gõ số 0 cho thầy xem nào. Rồi, có nghĩa là lớp mình có rất nhiều bạn không biết import và export dữ liệu. Cái này ấy, thầy sẽ hướng dẫn các em để khi nộp bài cho thầy ấy, còn biết cách mà nộp nha. Thầy làm như sau này. Cái này thì quan sát thôi, không cần phải làm theo. Thầy vào PHP MyAdmin này. Rồi, đây PHP MyAdmin của thầy đây. Thao tác thầy đầu tiên thầy hướng dẫn các em đó là export dữ liệu ra. Có nghĩa là mình tạo cơ sở dữ liệu rồi, bây giờ mình thấy xuất ra. Xuất ra để có thể gửi đi nhiều nơi chẳng hạn. Thầy làm như sau nha, nhìn này. Đầu tiên là thầy chọn vào cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu của thầy có các bảng, thầy đã tạo đúng theo cấu trúc của đề ra rồi đấy. Các bảng rồi các trường. Trong này có cả bản ghi rồi đấy. Kệ nó nha. Sau đó các em nhìn ở đây có tiếng Anh thì nó có từ là export, còn tiếng Việt thì nó có từ xuất.
Đây này, nó có từ xuất ngay trên này em này. Em kích vào đấy. Kích lại này và kích vào file assignment này. Kích vào cái tên cơ sở dữ liệu này, xuất này. Đấy, được chưa? Kích vào tên này, kích vào xuất này. Sau đó ấn để mặc định thôi, không cần phải chọn gì đâu. Để định dạng là SQL cho thầy. Mặc định nha. Ấn thực hiện này. Đấy, nó sẽ download về cho chúng ta một cái file SQL như này. Đây các em nhìn, nó download về cho thầy một cái file SQL PHP 1 đây rồi. Nó đúng là tên cơ sở dữ liệu luôn đấy. Rồi, bây giờ thầy xóa cơ sở dữ liệu này đi. Vì cái tình huống nào đấy mà thầy mất dữ liệu, thầy xóa đi. Đó, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải tạo lại từ đầu? Chúng ta không phải tạo lại từ đầu đâu. Bây giờ thầy tạo cơ sở dữ liệu. Ví dụ cơ sở dữ liệu của thầy là mã sinh viên nha. Anh NVPH12345 UTF8. Tạo. Thầy tạo xong cơ sở dữ liệu rồi. Bây giờ thầy không phải ngồi tạo lại các trường nữa đâu, mà bây giờ thầy ấn vào nhập. Nhập. Rồi, sau đó là thầy chọn tệp. Thầy chọn tới cái tệp mà thầy vừa download về đây này. Đó. Sau đó thầy ấn vào chức năng thực hiện. Rồi, ngay lập tức các em sẽ thấy cái cơ sở dữ liệu của thầy nó đã có các bảng này rồi. Vậy bây giờ để các em có thể thuận tiện hơn trong quá trình mà thực hiện theo cũng như là theo dõi cái quá trình thầy làm hướng dẫn ấy, thì thầy sẽ gửi cho em cái cơ sở dữ liệu này trên Zalo. Để trong cái tình huống mà ví dụ như là cơ sở dữ liệu của em hiện có nó không đồng nhất, thì thôi chúng ta để cái cơ sở dữ liệu chúng ta làm ở bài assignment. Còn bây giờ là chúng ta làm demo theo thầy, chứ chúng ta không phải là làm bài assignment để nộp. Cho nên thầy sẽ gửi cho em cái này nha. Lớp 8 à. Đây. Đấy, thầy gửi cho các em file SQL ấy. Các em import vào trong cái cơ sở dữ liệu của mình đi. Tên cơ sở dữ liệu là gì em tạo cho thầy. Tùy em. Hai phút nha. Thầy đợi 2 phút cho các em import cơ sở dữ liệu. Đấy, có thể import xong rồi. Ôi, các sếp vào muộn thế. Dạ. Các em làm đi. Làm theo 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 những cái gì mà thầy yêu cầu đi. Còn bạn nào chưa import được cơ sở dữ liệu, gõ số 0 cho thầy. Còn bạn nào chưa import được cơ sở dữ liệu, gõ số 0 cho thầy. Rồi, ok, được hết rồi. Bây giờ mình làm này. Các em tạo cho thầy một cái thư mục mới đi. Làm hẳn một bài mới nhá. Đừng có làm kèm vào cái bài của mình. Mình bây giờ mình đi theo một cái mạch đi em. Thầy ơi sao trời ơi Việt Anh ơi. Rồi Việt Anh ơi, chiếu lên cho thầy thầy xem nào. Tự nhiên Sam em bị mất hết.
Mất hết lại mất hết cái gì nào? Chiếu lên thầy xem nào. Mất hết dữ liệu à? Đây thầy ơi, thầy nhìn màn hình em chưa? Đấy, thấy rồi, thấy rồi. Đấy, tự nhiên đây, đây này. Đây, và nó chả có gì ạ. Tại bình thường em để cái SAM đây, bây giờ nó mất luôn cái này, em chả hiểu sao nó mất luôn được mà. Thôi chết rồi. Đây là bạn nào ân đây là em bị uninstall thì em bị gỡ mất rồi. Hay là em để trong ổ C? Không, em để ổ D mà. Em cài đâu, em cài ổ D. Em vào ổ C thì xem. Không, em cài ổ D mà thầy. Thôi, chia buồn với em. Xong rồi, em đang làm dở rồi. Có làm chung với ai không? Không, em làm mình ạ. Làm một mình nhé, máy thôi. Tính dùng chung không? Không ạ. Có thể ai gỡ của em được, đây là đây, cái hiện tượng này là bị người người nào đấy gỡ phần mềm rồi. Đây là gỡ ôi, phần mềm luôn đấy. Em vào Control Panel chưa? Ấn vào Control Panel ở trên màn hình desktop kìa. Ô, đây mà nó vẫn có sao đây mà nhỉ? Đúng, cái sao này cái làm lưu vết thôi. Em vào Control Panel nào. Control Panel nào. Rồi, ở phần Program and Feature bên phải, ngoài cùng bên phải, xuống nữa 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 dưới đó, kéo xuống dưới cùng nào, mất rồi ở đây, bị xóa mất thư mục rồi này. Ui rồi ôi, sao ai lại xóa mất hết? Không tự nhiên đâu, phải có người xóa, xóa hết thì còn đâu nữa. Thế thôi thì em ấy lại được. Em gửi, em xóa trong Control Panel xong em cài lại đi. Vâng. Xóa luôn cái đấy đi, mất rồi còn đâu. Không copy đâu, đang làm dở. Vâng, thế đó. Ừ. Được rồi, thật. Rồi, tiếp tục này. Ken tạo cho thầy một thư mục nha. Bây giờ mình sẽ làm từng phần một này, tạo cấu trúc thư mục này. Nhanh thì không thôi, không kịp thật đấy chứ. Đầu tiên này, tạo cái cấu trúc thư mục, đó là thư mục admin để chứa những thành phần trong trang quản trị. Cái thứ cơ sở của em chỉ có thể dùng demo, thế thầy. Thầy ơi, cơ sở của em nó chỉ cho dùng demo. Ôi lại chuyện gì nữa đây Quang Chiến? Nào chiếu lên thầy xem là demo có gì nào. Nó chỉ cho dùng demo thế thầy. Nào chiếu lên nào, nhanh nào, không mất thời gian các bạn. Ông rời ơi, ông vào cái gì thế này ông rời? Ông gõ cho tôi local hot PHP, myadmin gõ trên thanh địa chỉ, ông vào ông search làm gì thế này? Học PHP, mang tiếng học PHP đến buổi thứ tư rồi, sắp hết môn rồi, suộc. Toàn lười gõ thôi. PHP myadmin. Toàn ăn sẵn kích 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 PHP. Myadmin. Enter. Từ từ. Đấy, khổ chưa? Bây giờ vẫn còn thế này. Đấy là cái chuyện lười. Cấm được lười nha, không được ấn vào trong SAM đâu. Đến lúc là SAM lỗi cái chức năng đấy, thế là ngồi quay đơ ra. Ngày xưa cũng có một trường hợp bị đi thi bị thế rồi đấy nhá. Các bạn ấy đi thi gì, bật không biết, bạn ấy kích vào chức năng của SAM ấy, cái nút admin ấy, ấn không ấn được. Thế là kêu lỗi SAM rồi, thầy ơi làm thế nào bây giờ? Đến lúc thi kêu thế thì ai mà sửa lỗi được cho em? Mà thực ra là nó lỗi cái nút đấy thôi, chứ còn gõ trên thanh địa chỉ vẫn vào được bình thường. Khổ thế cơ chứ. Không kích nha, cho nên thầy dạy, thầy có dạy kem là kích vào những cái nút đấy đâu. Thầy toàn bắt kem gõ trên thanh URL thôi mà, chứ có bao giờ hướng dẫn kem ấn nút cho nhanh đâu. Thầy chỉ dạy lớp digital thì thầy dạy là ấn vào đấy cho nhanh thôi. Chứ còn những cái lớp như mình thì thầy bắt kem gõ mà. Rồi, ok. Xong này. Một cái thư mục admin này. Thư mục thứ hai. Thư mục config. Chiếu lại đã.
Thôi không phải ghi đâu, thầy chia sẻ lại. Có nhiều bạn chia sẻ cái là màn hình của thầy bị mất mất quyền ưu tiên, thế là nó chìm xuống dưới. Rồi, thư mục thứ ba là thư mục thư viện, library, viết nhanh là lib. Thư mục thứ tư là thư mục các cái lớp để tương tác với từng bảng một. Classes. Đấy, em tạo cho thầy bốn cái thư mục này đi. Thư mục admin chứa những cái file để làm việc với các cái chức năng trong trang quản trị. Thư mục config dùng để chứa thông chứa cái file đến thông số cơ sở dữ liệu. Thư mục lib sẽ chứa cái file dùng để tương tác dữ liệu. Còn classes sẽ chứa các cái lớp truy vấn dữ liệu đến cụ thể từng bảng một. Chúng ta đang module hóa cái bài của chúng ta để khi nào mà chúng ta nâng cấp, khi nào chúng ta sửa, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tạo thầy 4 thư mục này. Bạn nào chưa xong gõ số 0 cho thầy. Xong hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm cái đầu tiên, đó là file config. Trong thư mục config, thầy sẽ tạo một file là config.psp. Lưu ý, tên file các em thích đặt là gì cũng được nha. Ví dụ em đặt tên là cấu hình.pt cũng chẳng ai bảo gì đâu. Nhưng mà thầy quen đặt tên này rồi thì thầy đặt là config.pt nha. Còn các em đặt là gì? Web config cũng được, chứ không phải nhất thiết phải đặt tên file giống thầy. Tên thư mục cũng thế. Nhưng đây là thầy đang hướng dẫn, thì thầy đang viết theo cấu trúc này, thì các em cứ viết theo đi để hiểu đó, để theo dõi được đúng cái tiến trình. Thầy viết cái file config.php này. Rồi, trong này chứa cái gì? Bạn nào nói lại cho thầy được không? Mục đích của việc thầy tạo ra cái file này là dùng để chứa cái gì trong đấy? Này các em phải bật mic nói cho nhanh. Cáp lâu lắm. Trong này, ừ rồi, thầy sẽ định nghĩa các cái hằng số chứa giá trị thông số kết nối tới cái cơ sở dữ liệu của thầy. Rồi, thầy mở file PHP này. Thầy bắt đầu định nghĩa này. Define. À, định nghĩa các biến hằng như sau này. Đầu tiên nó là một biến hằng tên là dbhot. Dbhot chức năng của nó là chỉ đến máy chủ cơ sở dữ liệu. Máy chủ của thầy là máy chủ cục bộ, có nghĩa là máy chủ localhot. Thầy copy cho nhanh. A 4 1 2 3 4 hot này, user, rồi bốn cái đúng rồi, hot này, user này, user của mình là root, mặc định của mình là root nha. Ở cái thứ ba là pass, pass của mình là rỗng, mặc định là rỗng. Cái cuối cùng là db name là cái gì các em? Db name là cái gì? Biết thế, đúng rồi. Tên của database, từ nãy giờ toàn bạn, những cái bạn nào làm được bạn nói thế. Các em cứ nói đi, sai thì thôi. Sai thì chúng ta chỉnh lại, còn đúng thì ok. Cứ ngại và cứ đợi chờ thì cái quá trình này tiếp thu nó chậm lắm. Tên cơ sở dữ liệu của thầy là anh NVPH12345. Còn của các em là gì? Thì các em gõ vào, chứ không phải gõ giống thầy đâu nha. Của các em là gì, tên cơ sở dữ liệu của các em là gì thì các em định nghĩa cho thầy. Thầy có copy, thầy đưa lên khung chat rồi đấy. Cái này nó dễ cho nên là các em nhìn ở trên đấy cho thầy.
thay thông số cho đúng. Cái này thầy đặt khác được không? Mấy cái này này thầy đặt khác được không? Thầy không muốn đây đê... Ừ được rồi, cảm ơn Tiến Đạt. Đúng rồi nhá, cái này không phải là cái cố định đâu. Rồi, thế cái này thầy viết khác được không? Mấy cái này này. Ừ đúng rồi, không. Tại vì máy chủ của thầy như vậy mà. Thầy chỉ có viết khác khi mà máy chủ của chúng ta ấy nó khác thôi. Chứ còn bây giờ máy chủ của mình đang local này thì bắt buộc mình phải viết thế này, không viết khác được đâu nha. Rồi xong file config này. Đi lỗi hả em? Rồi bây giờ mình cứ để cái tạm tại localhost, mình cứ để tạm như này này. Rồi bây giờ này, thầy xong file config.php này, thầy tắt nó đi nha. Bây giờ thầy đến cái trong cái thư viện lib, thầy tạo ra một cái file. Tên file là database. Thực ra đặt tên khai file khác cũng được em nhé, không cần phải đặt tên file này. Nhưng thầy đang ngụ ý là muốn kết nối trên cơ sở dữ liệu thì thầy sẽ sử dụng cái tên file thế này cho nó dễ nhớ. Gợi ý mà cho nó dễ nhớ. Rồi trong file database này dùng có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ thứ nhất là kết nối cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng ra các phương thức để thực thi các câu lệnh truy vấn. Thực thi các câu lệnh truy vấn nghĩa là có các câu lệnh như select này, insert, update, delete. Đấy là những cái câu lệnh truy vấn. Chúng ta sẽ tạo ra những cái phương thức để làm những việc này và dùng chung cho toàn bộ dữ liệu của mình, chứ không phải là mỗi một bảng dữ liệu mình lại viết một cái khác. Có nghĩa là mình dùng chung hết, đến lúc mình phân tách nhỏ nó ra thì mình chỉ cần truyền câu lệnh truy vấn vào thôi. Đấy là mục đích thầy viết ở đây. Đầu tiên thầy phải gọi cái cấu hình ra trước, gọi cái thông số cấu hình ra trước. PHP thầy sẽ include one cái đường dẫn của nó là thôi, cái này em thầy hỏi nhiều rồi, bây giờ thầy viết luôn chấm chấm config config.php. Xong. Nhìn thầy gõ này, thầy có phải gõ từng chữ một đâu nhá, chứ em đừng có nhìn gõ từng chữ, thầy gõ lại cho em xem này. Để tăng cái tốc độ gõ lên, nhiều bạn gõ từng chữ mò, xong lần lần gõ từng chữ giống thầy, nó mất thời gian. Em nhìn này, thầy mở này, thầy chấm chấm này, xuộc này, thấy chưa, nó hiện ra luôn này, gợi ý này, nó nằm trong thư mục config đâu, enter một cái này, xuộc này, nó lại hiện thị ra nha, lại enter này. Nếu nó đúng thì chúng ta làm như vậy một cách rất dễ dàng, thấy chưa, không sợ sai luôn. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ thầy mới tạo ra cái class để ta để tương tác dữ liệu. PHP. Nếu mà bạn nào không làm kịp gõ số 0 cho thầy nha, để thầy đợi. Cứ thấy không kịp cái gõ số 0 cho thầy. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo ra tên của class. Class giả sử là kết nối cơ sở dữ liệu. Tên nó giống tên file đi cho dễ nhớ. Database. Tên khác có được không? Câu trả lời là được. Tên lớp đặt là gì chả được, miễn sao nó gợi nhớ là được.
Tiếp tục này, bây giờ thầy sẽ lấy cái thông số kết nối ra, thầy dùng thông số kết nối, nó có 4 thông số: host, username, pass và database. Vậy thầy sẽ khai báo ra 4 thuộc tính, hay nói dễ hiểu hơn là 4 biến, được chưa? Biến đầu tiên là biến host. Biến host lấy dữ liệu từ đâu? Từ các cái biến hằng lúc chúng ta khai báo ở bên kia kìa. Biến host nó là db, nó ra luôn này em này. Nếu như chúng ta include đúng, nó ra luôn, cứ thế mà enter thôi. Cho nên nó rất là nhanh, không phải gõ lần mò từng chữ một. Host xong đến cái gì nhỉ? User, thằng db user, và tiếp tục public pass, thằng db pass, tiếp tục public database name, db name bằng database name. Đấy, các biến hằng này chúng ta sau khi chúng ta gọi ra cái được luôn này. Các em làm đi, không phải giờ này là giờ nộp lab đâu. Toàn thấy báo nộp muộn, nộp muộn, nộp muộn này. Tập trung vào những phần này cho thầy trước. Nộp thì lát nữa học xong rồi nộp. Bây giờ ngồi làm thì nếu cứ thấy nộp bài. Cứ mỗi lần mà thầy tiếp tục mà các em chưa làm xong, gõ số 0 cho thầy để thầy còn biết nha. Thầy lại tiếp tục này. Thầy sẽ khai báo ra hai đối tượng. Nói là hai đối tượng thì cũng hơi quá. Hai thuộc tính. Hai thuộc tính này bản chất nó sẽ có kiểu dữ liệu là kiểu object. Nó sẽ lưu trữ cái thông số kết nối, và nó sẽ lưu trữ cái thông số mà nếu như trong trường hợp bị báo lỗi về thì nó sẽ lưu trữ những thông số này. Hai biến. Đặt public. Thứ nhất là biến links. Cái thứ hai là biến errors. Thầy hay đặt tên như này. Còn các em đặt tiếng Việt là gì ạ? Connect hay là lỗi gì tùy các em. Sau đó thầy sẽ xây dựng phương thức kết nối với cơ sở dữ liệu. Tên phương thức là public public function. Giả sử là connect đi. Connect db kết nối cơ sở dữ liệu. Trong này chúng ta sẽ sử dụng hướng đối tượng. Có 3 cách để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Cách thứ nhất là sử dụng hướng thủ tục thông qua cái hàm MySQLi. Cách thứ hai là thông qua cái PDO. Và cách thứ ba là thông qua cái đối tượng MySQLi. Thì ở đây mình đang làm theo hướng đối tượng, cho nên là thầy sẽ sử dụng cái đối tượng MySQLi. Cái điều này thì hôm nào đấy dạy đến các em cái nội dung này thầy sẽ chia sẻ. Vậy là ở đây thầy sẽ thực hiện cái quy trình là khởi tạo ra một đối tượng tên là link. Đối tượng link này sẽ được khởi tạo từ cái lớp MySQLi. Và lớp MySQLi nó có chức năng kết nối tới cơ sở dữ liệu thông qua 4 cái thông số mà chúng ta đang lấy về trên đầu kìa. Thầy viết như sau này. This là đại diện cho đối tượng hiện hành của lớp database. Gọi đến thuộc tính links. Khi gọi thì nhớ không cần dấu đô la nữa.
Rồi, cái đối tượng này sẽ được khởi tạo từ lớp MySQLE bằng new MySQLE, nó có sẵn này này. Tham số của MySQLE bao gồm 4 tham số, lần lượt là host, username, password và database name. Vậy điền vào trong này là những cái gì? Bạn đã biết chat rõ cho thầy nè. Chat đúng nha. Truyền vào trong này, viết một cái đầu thôi là thầy hiểu, là em hiểu đúng. Cái đầu tiên là thông số host. Vậy mình truyền vào trong này là cái gì? Zip.host. Rồi, cảm ơn Quỳnh, Quang Huy và Trường Sơn, Thuận. Rồi, các em đúng hết rồi. Rồi, cảm ơn Nhật Trường, một câu trả lời rất là tổng quát. Chính xác đấy. Tại sao lại phải this? Tại vì chúng ta đang làm việc với các thuộc tính của đối tượng, cho nên mình dùng this. Đến thuộc tính đầu tiên host. Chính xác. Tương tự như vậy, đến username. This username. Cái tiếp theo nữa là password. This password. Và cái cuối cùng là this đến DB name, tên cơ sở dữ liệu. Rồi, xong. Tiếp nha, vẫn theo quy định cũ, bạn nào chưa viết xong gõ số 0. Nếu như trong trường hợp mà cái đối tượng này đã được khởi tạo thành công, có nghĩa là sao? Có nghĩa kết nối đến cơ sở dữ liệu được. Còn nếu như trong trường hợp cái đối tượng này chúng ta không tạo được thành công, có nghĩa là sẽ phát sinh lỗi. Đó, có nghĩa là cái link này không tạo khởi tạo được thành công thì nó sẽ phát sinh ra lỗi. Vậy cái lỗi này là lỗi gì? Thì chúng ta sẽ truyền vào cái thuộc tính errors để chúng ta trả ra. Thì if nếu mà this link, có nghĩa là điều này nó không tồn tại, không khởi tạo được, thì lúc này nó sẽ là bị lỗi. Mà lỗi lúc này chúng ta sẽ truyền vào cái error này, this, truyền vào cái thuộc tính error. Error thuộc tính error này thì chúng ta trả ra một cái câu thông báo thôi, là ví dụ như kết nối thất bại, kèm theo cả trạng thái lỗi nữa đi, có nghĩa là báo cho người dùng xem lỗi đấy là lỗi gì ấy, thì nó sẽ là chấm cái gì, hôm trước hình như dạy lớp nào nhỉ, dạy lớp mình hay lớp nào nhỉ, cứ chấm với cộng toàn nhầm thôi, vừa dạy JavaScript xong thế là cái chỗ này quen tay, cứ ngồi đấy cộng chấm. This link trong đối tượng của MySQLE nó có một cái thuộc tính này tên là connect errors.
dùng để trả ra cái lỗi là lỗi gì các em? Honest Eros. Đó. Honest Eros. Cái thuộc tính này này, nó sẽ giúp chúng ta báo ra một cái không báo bằng tiếng Anh, xem là cái lỗi đấy là lỗi gì, ví dụ nó sai cái gì hay là thiếu cái gì hay là như thế nào đấy, nó sẽ đưa ra chúng ta một cái thông báo lỗi. Còn nếu mà không ấy, em chỉ để dừng đến đây là cũng ổn rồi. Còn thầy giới thiệu thêm, vì có thời gian nên thầy giới thiệu thêm cái này để nó trả ra một cái thông báo lỗi cho chúng ta biết lỗi đấy là lỗi gì. Và cuối cùng, nếu như cái điều này mà xảy ra thật thì return false. Return xong rồi các em nha. Thì thầy tiếp này, bạn nào chưa xong ấy lại gọi số 0 cho thầy tiếp này. Wait. Rồi ok, em làm tiếp đi. Có cái chỗ nào mà cảm thấy là mình chưa hiểu ấy thì hỏi nhá. Tại vì nếu như cái nội dung ngày hôm nay thầy hướng dẫn các em tốt ấy, thì bài 7 chúng ta nhàn lắm. Cho nên là yên tâm, thầy sẽ dành thời gian đủ để chúng ta làm, chúng ta hiểu từng cái một. Tất nhiên là hiểu đây là hiểu cơ bản thôi chứ không phải hiểu chi tiết. Nhưng mà từ cái hiểu cơ bản đấy chúng ta có thể tự đọc được thêm tài liệu. À, câu hỏi tốt, cảm ơn Thuận. Return hay die, có một số các tài liệu mà khi em đọc ở trên mạng ấy thì nó hay là die đúng không? Nó trả ra die luôn. Die hay là return, die là thông thường là không kết nối được là dừng luôn, không làm gì nữa cả. Còn có cái của thầy ở đây, thầy làm theo hướng đối tượng, có nghĩa là cái quá trình mà không thực hiện cái gì đó thì sau khi thầy gọi cái connect DB này mà thầy kiểm tra nó trả về false ấy, thì thầy mới không làm cái gì. Còn ở đây của thầy ấy, thì thầy mới chỉ là ở dừng ở cái mức là tạo ra một cái lớp chung chung như này thôi, chứ thầy cũng không trả ra die hay gì cả. Cái die là cái dừng ngay, như kiểu giống như kiểu exit ấy, nó dừng ngay cái chương trình của mình lại. Thực ra trong cái tình huống này bạn nào đấy mà truyền ra một cái hàm là hàm die cũng được, nhưng thôi ở đây thầy làm cho code nó ngắn gọn để thầy xử lý về sau theo dạng hướng đối tượng thì thầy cứ return ra false nha. Dòng số 14 cái dòng này này, cái dòng số 14 này này các em này, thì đây là cách thức khởi tạo đối tượng đúng không? Có phải là đây là cách thức khởi tạo đối tượng không? Bởi vì sử dụng từ khóa new này. Cái đối tượng này được khởi tạo từ đâu? Nó được khởi tạo từ một cái lớp có tên là MySQLi. Cái lớp này gồm 4 tham số truyền vào, lần lượt là host, user, pass và database name. Sau khi thầy thực hiện xong lệnh số 14 thì có nghĩa là thầy tạo được ra một đối tượng, một cái object đấy, tên là links. Đây là thuộc tính của lớp database, nhưng cái thuộc tính này có kiểu dữ liệu là một object. Đấy. Nếu khởi tạo thành công cái đối tượng này, nghĩa là kết nối được tới cơ sở dữ liệu. Còn nếu không khởi tạo thành công, có nghĩa là báo lỗi, thì không khởi tạo được thành công đối tượng link này, nghĩa là kết nối thất bại. Tiếp nha. Phương thức và tạm gọi là select dữ liệu.
công thức tạm gọi là select dữ liệu. Select có nghĩa là gì? Là sử dụng câu lệnh truy vấn TSQL đây em. Select sao from các thứ đấy. Để sẽ xây dựng riêng thằng này ra một. Cái cách thức xây dựng thì nó sẽ dựa vào một cái phương thức có tên là query. Và để làm được điều này, thầy sẽ viết như sau. Public function. Tên của phương thức thầy đặt tên là select luôn đi cho dễ nhớ. Select. Trong này là một cái query, chính là một câu lệnh SQL đấy các em. Query. Cái câu lệnh truy vấn. Query. Rồi. Để có thể thực thi được một câu lệnh truy vấn trong PHP thì mình sẽ sử dụng một cái phương thức của đối tượng MySQL, của một cái đối tượng được khởi tạo từ lớp MySQL. Nó có tên là query luôn, query luôn. Viết như sau này. Kết quả này, khai báo một cái biến này, biến result này. Result là kết quả đấy. Bằng sys link. Link là cái gì các em biết không? Cái này. Nói đi nói lại phía trên rồi này. Có biết bạn nào không biết link là gì không? Bạn nào không biết cái này là cái gì không? Nếu có gõ số 0 cho thầy nào. Kiểu dữ liệu của cái này là cái gì em? Là một mảng, một số, một chuỗi hay là một object? Kiểu dữ liệu của cái thuộc tính link này này. Có kiểu dữ liệu là gì? Rồi, cảm ơn Khải. Đúng rồi, nó là một object. Rồi, vì nó là object cho nên nó có cái gì? Trong object thì có cái gì? Trong một đối tượng thì có cái gì trong đấy? Nó có hai cái gì đặc trưng nhất của một đối tượng? Thuộc tính và phương thức. Đúng rồi, phương thức. Nó có một cái phương thức để truy vấn dữ liệu tên là query. Tham số truyền vào của cái phương thức này chính là câu lệnh SQL. Tham số truyền vào chính là câu lệnh SQL. Đối với cái quá trình mà mình truy vấn, tại sao thầy lại viết cái câu lệnh, cái viết cái phương thức select này, nó ra một cái lớp khác, ra một cái phương thức khác. Bởi vì khi mình select thì bao giờ nó cũng trả ra dữ liệu đúng không? Chứ còn insert update là hay, nó thường thường là nó liên quan tới cái việc là xử lý dữ liệu chứ không, nó không return về. Do vậy là thầy mới viết riêng ra đấy các em. Còn insert update delete ấy, thì thầy sẽ viết chung một cái. Select thì thầy sẽ viết riêng ra một cái. Thì tại đây sau khi mình thực hiện xong cái câu lệnh truy vấn select này xong, cái query này bản chất là bao giờ thầy dùng, thầy sẽ gọi cái câu lệnh truy vấn select ra. Còn bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem có lấy được về cái gì không nha. Nếu thầy viết xong thầy giải thích. Nếu result, nếu kết quả trả về. Nếu result mà cái kết quả trả về này có cái thuộc tính là thuộc tính num row, viết tắt của cái từ gì các em biết không? Số lượng dòng. Nếu như số lượng dòng trả về mà nó lớn hơn không, có nghĩa là truy vấn được dữ liệu, thì chúng ta return kết quả. Còn nếu như ấy,
truy vấn mà chẳng được cái gì thì có nghĩa là L ta return false. Kiểm tra xem cái giá kết quả mà mình truy vấn được nó trả về bao nhiêu lượng bản ghi. Nếu như nó lớn hơn một bản ghi, bản ghi chính là dòng mà em, thì lấy luôn kết quả đấy. Còn nếu mà không thì trả về full. Chỗ này để giảm thiểu code thì xóa cái dấu này đi, nhìn cho nó ngắn gọn này. Nhìn cho ngắn, có 3 dòng lệnh thôi. Tương tự như vậy, gần như tương tự như vậy, mình sẽ làm các phương thức bao gồm để xử lý, để xử lý các công việc như là insert. Insert là 1 này, paste là 2 này, và delete là 3 này. Gần như tương tự thôi. Public function đặt tên là SQ SEC. Trong này cũng là câu lệnh truy vấn. Cụ thể là đây là các cái câu lệnh truy vấn insert, update, delete. Thì sẽ viết riêng ra ba cái thằng này cùng một phương thức. Cách viết gần như giống phía trên. Thầy viết ra xong cho các em nhìn nha. Em copy cũng được ấy mà. Mình copy cho nhanh nhé. Gần như giống phía trên ấy mà. Copy. Nếu cái thằng result này được trả về, bây giờ thầy lại không quan tâm đến cái năm row nữa nhé, bởi vì câu lệnh insert, update và delete ý, thì bản chất của nó là gì? Nó mang tính chất là cập nhật dữ liệu, chứ nó không trả ra cho chúng ta một bảng dữ liệu, giống như cái việc mà các em học môn cơ sở dữ liệu các em biết rồi đúng không? Select thì bao giờ nó cũng trả ra chúng ta một cái kết quả là một cái bảng. Còn đối với cái quá trình làm việc với insert, delete, update ấy, thì đơn thuần mình chỉ là như cái dạng là mình cập nhật dữ liệu vào trong một cái bảng thôi. Cho nên thầy mới dồn ba cái thằng này vào một đây mà. Return, result. Nếu tồn tại result thì return, result. Còn nếu mà không thì return, false. Xong. Để ý gần như giống nhau mà em. Nó chỉ khác duy nhất một cái chỗ này này. Cái chỗ này của thầy ấy, là khi truy vấn dữ liệu select sao from các thứ đấy, thầy mong muốn rằng nó phải trả về ít nhất là một dòng, có ít nhất là một bản ghi thì mới gọi là select. Còn ở dưới này thầy viết ba cái thao tác này, thầy viết cùng một cái, bởi vì ở đây nó không cần trả ra cho chúng ta một bảng dữ liệu nào cả, mà ở đây chủ yếu là nó mang tính chất là cập nhật vào cái bảng. Ví dụ như insert là thêm một dòng dữ liệu vào bảng, update là sửa lại dòng dữ liệu, delete là xóa dòng dữ liệu. Nó khác tính chất với select, cho nên thầy viết ra như thế này.
Bạn nào chưa xong gõ số 0 cho thầy nào. Xong hết rồi đúng không? Rồi cảm ơn các em. Như vậy đến đây thầy nói rằng thầy xây dựng xong cái class database rồi. Class database là chỉ có chung chung thế này thôi. Đó, nó chẳng có một cái gì cụ thể cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cụ thể này. Xong nha, thầy thu gọn, thầy tắt đi này. Rồi, xong config, xong library rồi. Bây giờ chúng ta mới đi vào cụ thể này. Cụ thể ở đây thì trong cái classship này, thầy sẽ tạo ra từng lớp. Ví dụ trong bài của chúng ta có 4 bảng, thầy sẽ tạo ra 4 cái file. Và 4 cái file này là 4 cái lớp dùng để tương tác trực tiếp tới từng bảng một. Cái tính module hóa ở đây nó rất là cao, cho nên là thầy sẽ đầu tiên thầy tương tác với bảng user đúng không? Thầy tạo ra một file là user.php, một cái class, đặt thẻ hẳn tên, đặt hẳn tên là class đi, CLS đi, user. Viết thế này thì cho nó dễ định hình. User gạch dưới đi, class .php, hơi dài một tí nhưng chúng ta đặt thế này chúng ta định hình cho nó dễ. Không thôi lát nữa làm thầy ơi sao lắm user, thế user này là user nào, user kia là user nào, cứ loạn hết user lên, cho nên thầy thêm cái class đằng sau nữa cho nó dễ định hình. Tạo trong cái thư mục classes em nha. Rồi, trong này chúng ta sẽ gọi đến include đến cái database. Gọi .php include tới cái database chấm chấm swap. Nó là gì nhỉ? List database. Rồi, xong. Rồi, để tạo class để tương tác với bảng user này. Trong này thầy đặt tên một cái class giống tên file luôn đi cho nó dễ định hình. User class, đặt giống tên trùng với tên file luôn đi. Không bắt buộc đâu, nhưng mà để tránh việc loạn lên thầy đặt trùng cho nó dễ hiểu. Ôi dồi ôi, mình quên một điều rất là trầm trọng. Quên một điều rất là trầm trọng. Các em biết thầy quên cái gì không? Có bạn nào biết không? Tạm dừng tí nhá. Trong cái clip này thầy quên một cái phương thức gọi tới cái này. Thầy mong muốn rằng, rồi cảm ơn Phương Nam, cái constructor, cái phương thức khởi tạo, để là mong muốn của thầy là gì? Cứ mỗi lần gọi đến database, cái class database này này, thì cái hàm, cái phương thức kết nối cơ sở dữ liệu này sẽ thực thi để nó kết nối tới cơ sở dữ liệu. Nhưng thầy quên mất chữ viết cái đấy. Phương thức khởi tạo public function, phương thức khởi tạo thì cú pháp của nó là gạch dưới contract hay là constructor đấy. Trong này thì thầy chỉ việc gọi đến cái con connectdb này thôi. This đến connectdb xong. Đấy, một dòng lệnh này thôi. Nhưng mà thầy quên mất. Thôi, phiền các em mở lại cái file database.
viết lại, viết thêm cho thầy. Đấy, xíu rồi quên, lát nữa cứ chạy, không hiểu tại sao lại báo lỗi. Bởi vì mình đã connect cơ sở dữ liệu đâu. Mình mới viết cái này thôi mà. Mình mới viết là mình chưa gọi nó ra. Và gọi là gọi luôn ở trong lớp này. Bạn Phương Nam, bạn ấy để ý rất là tốt. Kem viết dần làm thế nào để quen dần cái quá trình gợi ý code của phần mềm nhé. Gõ cho nhanh, không phải gõ từng chữ một đâu. Có bạn nào chưa xong không? Cái phương thức khởi tạo này kem, có bạn nào chưa xong không? Thầy vừa copy dán lên cửa sổ chat cho kem rồi đấy. Thầy tắt nó đi nha. Rồi. Của em nó không gợi hiện gợi ý à? Ừ, thử ví dụ chất thử chiếu lên màn hình cho thầy xem nào. Chứ không cứ gõ từng chữ một lâu lắm. Em thử bật lên cho thầy xem nó bị lỗi kiểu gì nào. Này em bật code em thử bật rồi. Ví dụ như bây giờ em gõ từ đấy, em bật đấy đi. Bật lại cái database đi, database.php. Em xóa cái constructor đi cho thầy, xóa cái function constructor đi. Đấy, xóa đi. Chưa từng làm thì nó không, không phải. Em gõ public đi. Có một số từ thôi. Public. Đấy, enter nào. Rồi, function. Enter nào. Rồi, gạch dưới. Ví dụ như constructor mình đã làm bao giờ đâu mà nó gạch dưới hai cái liền. Hai cái gạch dưới em ơi, rồi C, ấn chữ C. Của bạn này không gợi ý thật à? Của bạn này không thấy gợi ý này. Rồi, em cứ viết xong đi. Cứ viết nốt đi, hay là Ctrl Z lại cũng được. Ctrl Z lại đi cho nhanh. Ctrl Z lại rồi, lưu lại đi. Rồi, thôi dừng chia sẻ đi. Hình như rồi, dừng chia sẻ đi em. Rồi, kem lại nhìn lại màn hình của thầy này. Có nhiều bạn phản hồi là không có gợi ý. Cái phần mềm thì cài lâu, để thầy xem máy của thầy có cài thêm extension gì không nha. À, cái của thầy đây. Kem vào trong thầy phần quản lý extension, tìm cho thầy đến một cái extension có tên là PHP Intel gì đấy, dài lắm. Đây này, kem nhìn màn hình của thầy này. Intel có nghĩa là cái trình gõ code thông minh ấy, nó gợi ý cho mình. Đây kem nhìn ở trên này, em gõ cho thầy để tìm đến xong cài nó ra. Bạn nào không biết thì chiếu màn hình như thầy gợi ý. Quên mất đấy, cái này thầy cài lâu rồi, thầy không để ý. Kem cứ cài đi. Quên mất. Cái này trước khi thầy block, trước thầy đã cài rồi cho nên là em cài hết luôn. Thế thì tốt, thông minh. Ở đây thì thầy không cài nhiều, thầy cài mỗi một cái thôi. Còn kem mà vào cái thư viện, vào cái nơi mà mình tìm extension, nó có nhiều cái liên quan đến PHP lắm. Thầy thì thầy cài một cái, hai cái thôi. Mai sau các em học framework mà sử dụng cái này ấy. À thế à? Ừ, các em cứ tìm hiểu đi, quen dùng cái nào thì dùng. Chứ cũng không phải gò bó bắt ép các em dùng cái này dùng cái kia đâu. Cái nào mà hỗ trợ các em gõ code nhanh thì dùng cái đấy, gõ cho sướng, cho nhanh. Rồi, ok chưa? Các em cài được chưa nhỉ? Có bạn nào chưa cài được không? Rồi, ok nha, tiếp tục nha. Quên mất, chả trách thầy gõ cốt nó ra mà các em gõ lại không ra. Nó mất thời gian gõ từng chữ một. Gõ từng chữ một đôi khi nó chỉ sai một chữ thôi các em. Ví dụ cái contract vào đấy, nó sai một chữ là sai hẳn luôn rồi. Cho nên là những cái gõ cốt thông minh nó sẽ giúp các em đỡ sai lỗi chính tả. Ok, bây giờ thầy tiếp tục này. Như vậy là cái database name này xong rồi nha.
Rồi bây giờ thầy đến cái class. Cái user class này mục đích nó để làm gì? Thì mục đích nó làm cái công việc là tương tác với cơ sở, bảng cơ sở dữ liệu có tên là TBL user. Cái gì từ sau liên quan đến user chúng ta nhồi hết vào đây. Từ đăng nhập, rồi từ hiển thị danh sách người dùng, sửa người dùng, xóa người dùng, vứt hết vào đây. Lúc này chúng ta sẽ quản lý cái code của chúng ta một cách rất là rành mạch. Giả sử tôi sai ở user đúng không? Tôi chỉ mở cái class này ra tôi kiểm tra thôi. Chứ tôi không phải đi dò. Tôi không phải đi dò ở đây. Tôi cũng chẳng phải đi dò ở đây. Có nghĩa là chúng ta không phải đi dò nơi nào khác ngoài cái user class này. Đó, cái tính hay của nó như vậy để chúng ta sửa lỗi cho nó nhanh, cho nó dễ. Tại vì nó tập trung hết trong này rồi mà. Và đây chính là nơi mà chúng ta sẽ tương tác với dữ liệu. Rồi, ok. Đầu tiên thầy sẽ khai báo một cái biến. Biến này thầy đặt tên là DB. Database đấy. Làm việc với bảng dữ liệu thì phải kết nối được với cơ sở dữ liệu trước, đúng không? Thì public DB, sau đó thầy tạo ra luôn một cái phương thức khởi tạo. Public. Bây giờ không biết các em nó hiển thị code gợi ý chưa? Đó, xong đó thầy gọi cái thầy thì khởi tạo cái đối tượng DB này chính là từ cái class database. Vậy theo các em thầy sẽ viết thế nào? Thầy còn nói lại yêu cầu nhé. Tạo đối tượng DB là thể hiện của lớp database. Viết như thế nào ở đây đây? Tạo đối tượng chắc chắn là có từ khóa new. Bạn nào mà ngày xưa học Java 1 tốt, học lập trình hướng đối tượng ở những cái môn đầu tốt, những cái này nó không khó. Đối tượng DB chính là cái gì? Gần đúng, Nhật Trường gần đúng. Tại sao thầy nói gần đúng? Bởi vì nếu như em đô la DB này thì báo lỗi nha. Bởi vì DB bây giờ nó là một cái gì? Nó là một thuộc tính của lớp user class. Vậy muốn truy xuất đến cái thuộc tính đấy chúng ta phải viết thế nào? Đúng rồi, cảm ơn Phương Nam. Bạn Phương Nam từ nãy. Đúng rồi, cảm ơn Nhật Trường. $this bằng. Đến đây thì các em nói đúng hết rồi. New database. Xong. Sau khi mà thầy gọi đến cái này, thầy tạo được cái này ra, các em biết điều gì xảy ra không? Khi thầy viết cái này, các em biết điều gì xảy ra không? Cái phương thức nào ở bên lớp database nó chạy? Xem có hiểu được không? Rồi, cảm ơn Khải. Chính, đúng rồi, cảm ơn Khải. Rất là tốt. Khi mình viết cái câu lệnh này, thì ngay lập tức cái constructor ấy, cái phương thức khởi tạo nó sẽ chạy. Bạn Khải, bạn nói đúng rồi đấy. Đây, cái thằng này sẽ tự động chạy. Mà thằng này tự động chạy thì điều gì được gọi ra? Thằng connect được gọi ra. Có nghĩa là cái đoạn code này được gọi ra. Đó. Thì bản chất tại sao thầy lại cho cái này vào constructor đấy? Constructor đấy. Đó, là cái phương thức khởi tạo đấy. Vậy chỉ cần viết một cái câu lệnh này ra thôi là đã kết nối được đến cơ sở dữ liệu rồi nha. Còn nó đúng hay nó sai thì khi chạy nó sẽ báo lỗi. Nếu mà sai, còn nếu nó đúng thì nó sẽ lấy được dữ liệu. Extend là khi chúng ta liên quan đến phần kế thừa. Nam ơi, khi mà mình làm việc với phần kế thừa, ở đây thầy không đi sâu vào kế thừa kiến thức gì em nhá. Thầy chỉ tạo ra lớp thuần thôi. Còn đến kế thừa thì chắc là những cái môn sau các em sẽ được làm việc rõ hơn với lập trình hướng đối tượng trong PHP. Bởi vì môn này của mình ấy, thầy không muốn đi quá sâu, quá xa trong cái phần lập trình hướng đối tượng. Chỉ là tất cả mọi thứ đều là mức basic. Tạo đối tượng, gọi thuộc tính, gọi phương thức. Hết. Chỉ thế thôi. Chứ còn mai sau mà chúng ta tạo được các lớp cha, lớp con, chúng ta extend ấy, thì được. Rồi tiếp tục nha. À, bây giờ làm chức năng gì trước này? Đăng nhập nha. Phương thức đăng nhập.
Đấy, bây giờ bắt đầu chúng ta làm từng cái chức năng một. Chức năng đầu tiên là chức năng đăng nhập. Tôi ghi chức năng cho nó dễ hiểu. Chức năng đăng nhập. Tư duy của chức năng đăng nhập là gì game? Kem muốn làm được chức năng, kem phải có cái tư duy là làm như thế nào đã. Có nghĩa là chưa cần code mà mình phải biết hướng đi đã. Ví dụ tôi muốn đi từ Hà Nội đến Hải Phòng, tôi phải đi cái gì? Tôi đi máy bay hay đôi xe máy hay tôi đi ô tô? Phải tìm được cái hướng đi đã. Vậy với tư duy của chức năng đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, tất nhiên cái nào mà chẳng so sánh đối chiếu dữ liệu. Đúng rồi, cái bản chất của mình là sẽ là đối chiếu dữ liệu. Rồi ok, tốt. Nhưng mà làm thế nào để lấy được dữ liệu ra mà so sánh? Bản chất là đối sánh dữ liệu. Nhưng làm thế nào để lấy ra được đối sánh bây giờ? Dùng cái câu lệnh truy vấn gì? Nói thế cho nhanh. Đúng rồi, cảm ơn Đình Khải. Có phải là mỗi lần mà chúng ta muốn so sánh xem nó có cái dữ liệu của chúng ta nhập vào ấy, nó có trùng khớp với dữ liệu mà chúng ta lấy từ cơ sở dữ liệu ra không, thì mình phải select đúng không? Mình có select thì mình mới lấy được dữ liệu chứ. Insert, update, delete thì không thể nào làm được. Lại còn ông nào viết select cái kia nữa. Đó, ok. Bản chất là chúng ta như vậy. Còn bây giờ cụ thể hóa bằng code, viết như nào đây? Public function login đi. Để tạo ra một cái function có tên login. Tham số truyền vào thì có hai tham số. Tham số thứ nhất admin email, tại vì mình đăng nhập bằng email mà. Admin pass. Hai tham số truyền vào. Đó là admin email và admin pass. Ý đồ của thầy là gì? Hai cái này ấy, chúng ta sẽ lấy ở đâu ra? Chúng ta sẽ lấy ở trong cái ô text box nhập liệu ở cái form đăng nhập đây kem. Đó, bây giờ thầy sẽ đi select dữ liệu, xong thầy sẽ đối sánh với cả hai cái này. Nếu hai cái này mà đồng thời tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì ok, ngon rồi, đăng nhập thành công. Và nếu không thì đăng nhập thất bại. Chúng ta có cái select chưa? Chúng ta có cái chúng ta gì chưa? Chúng ta có cái phương thức dùng để select dữ liệu chưa các em? Có chưa? Có rồi đúng không? Đây này, trong database này, nó đây này. Có rồi, bây giờ mình chỉ gọi ra dùng thôi. Rồi. Có rồi, bây giờ chỉ việc ăn thôi. Rồi, bây giờ thầy sẽ khai báo một câu lệnh truy vấn nha. Query, query bằng cái này thì chắc là không phải dạy game nữa rồi. Select sao from tbl user. Lấy thì lấy cái gì em? Hay là thế này thôi? Hay là còn cần gì nữa? Cái này là tư duy của cơ sở dữ liệu chứ không phải tư duy của môn PHP đâu. Còn gì nữa không? Hay là thế này? Đúng rồi, cảm ơn Xuân Vũ. Tốt. Where thứ nhất admin email bằng, em cứ viết như thầy nha, xong thầy sẽ hướng dẫn cách các em viết cho đỡ lỗi. Nháy nháy đúng không? Bằng nháy nháy. Rồi gì nữa à? Cả password nữa mà. Thì phải viết thế nào nè? Đúng rồi, and admin pass bằng nháy nháy cứ chấm phẩy cho thầy. À, thêm một điều nữa thầy cho thầy hỏi này. Chúng ta ấy khi truy vấn ở cái phép end này này, nó chỉ trả ra cho chúng ta
một cái bản ghi thôi đúng không? Chắc chắn nó chỉ chuyển ra chúng ta một bản ghi thôi. Vậy làm thế nào để chúng ta khống chế là chỉ lấy một bản ghi thôi, lấy bản ghi đầu tiên thôi, làm nào? Không biết còn nhớ không? Rồi, cảm ơn Trường Sơn. Không phải o đâu Phương Nam, Trường Sơn nói đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh, đó là câu lệnh top. Nhưng top chỉ đúng ở trong SQL server thôi, còn MySQL của nó là limit. Đấy, nó có sự khác biệt nhỏ nhỏ đấy. Limit 1. Rồi, bây giờ trong này thì truyền cái gì? Trong này, trong cái dấu nháy này, truyền cái này vào. Trong cái admin path này, truyền cái này vào. Đó. Xong câu lệnh truy vấn. Bạn nào chưa xong cứ gõ số 0 cho thầy để có thể để thầy còn biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái phương thức để thực thi câu lệnh truy vấn này và trả ra cho thầy một biến. Biến này thầy cứ đặt tên là biến kết quả result đi. Bằng cái gì đây? Cái này sẽ lưu trữ kết quả của phương thức truy vấn dữ liệu. Cụ thể đây là phương thức truy vấn dữ liệu là select. Vậy thầy sẽ viết cái gì trong này? Bạn nào nói được đúng thì rất là tốt này. Hay nói cách khác là thầy gọi đến cái phương thức gì? Phương thức select. Select đây này. Đây này các em này. Đấy, thầy gọi đến cái này này. Thì phải viết thế nào để gọi được này? Có rồi, bây giờ gọi ra mà dùng thôi. New á, sai rồi Xuân Vũ. Ở đây có khởi tạo đối tượng gì không mà new? Em phải nhớ là từ khóa new chỉ dùng để khởi tạo đối tượng thôi. Ở đây đối tượng mình có chưa? Có rồi. Đối tượng này có phương thức select phải không? Đúng. Có đối tượng rồi, bây giờ gọi ra dùng thôi mà có vẻ... Sheet đúng cảm ơn Phương Nam. Không phải sheet đúng đâu, mà là đúng rồi, quên mất. Nào, đô la this DB có phải tên đối tượng đúng không? Rồi, phương thức là gì nhỉ? Select. Tham số truyền vào là gì đây? Tham số truyền vào là query. Rồi, ok, xong. Chết rồi. Tiếp nha. Nếu mà tồn tại cái result này, nếu tồn tại cái result này, có nghĩa tồn tại cái câu lệnh, có tồn tại được cái kết quả của câu lệnh truy vấn này. Tại vì sao lại thầy lại viết thế này? Bởi vì trong trường hợp nếu như không tồn tại thì có phải trả về false. Mà cái cách viết này của thầy có nghĩa là trả về true. Nếu mà trả về true thì bắt đầu chúng ta sẽ lấy dữ liệu cho nó. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu row, đặt tên là row bằng result, gọi đến một cái phương thức này dùng để
trả ra cho chúng ta một cái mảng dữ liệu. Và cái mảng dữ liệu này chúng ta có thể sử dụng nó để có thể thao tác với các thành phần trong bảng dữ liệu. Có hai cái phương thức để trả ra một mảng dữ liệu. Phương thức thứ nhất nó là feed array. Phương thức thứ hai là feed assort. Thầy cứ tạm thời viết đã nhé, xong thầy nói sau. Phương thức thứ nhất là feed array. Phương thức thứ hai là feed assort. Và hai phương thức nhất là feed array và phương thức thứ hai là feed assort. Feed assort là phương thức gì? Phương thức này giúp chúng ta trả ra một mảng, dạng mảng liên kết. Còn có một phương thức nữa là phương thức feed array. Cái này thầy nói để các em tìm hiểu thôi. Phương thức feed array cũng trả ra cho chúng ta một mảng, nhưng mảng này là dạng mảng chỉ số. Vậy bây giờ các em có nhớ kiến thức bài hôm trước đó là gì? Mảng chỉ số và mảng liên kết. Các em biết nó khác nhau chỗ nào không? Ví dụ cái mảng row này này, nếu mà sử dụng feed assort thì các em có biết là mình có thể truy cập đến các thành phần theo dạng gì không? Đây là thầy đang phân tích chứ thầy không viết mẫu đâu nha. Ví dụ cái row đầu tiên thầy muốn truy cập đến cái mảng liên kết dạng thế. Bây giờ thầy muốn truy cập đến ABC là giá trị, A chính là key, như ví dụ của bạn Nhật Trường ấy. Thế bây giờ thầy muốn là gì? Cái row này thầy muốn truy cập đến cái trường, đó là trường admin email chẳng hạn, thì thầy viết thế nào đây? Có phải thầy sẽ viết thế này không? Thấy không? Nhưng mà nếu như thầy viết theo kiểu, nếu mà thầy sử dụng, đây là thầy ví dụ thôi nha, chứ không phải thầy viết code đâu. Thầy nốt lại. Rồi, còn nếu như trong trường hợp mà thầy sử dụng cái phương thức là feed array thì các em biết thầy muốn gọi đến admin email thầy phải gọi nào? Row. Thầy phải truyền đây là gì không? Chỉ số. Mà chỉ số ở đâu? Ngồi đếm. Mở ra. ID là 0. Admin name là 1. Email sẽ là 2. Có phải vất vả hơn không? Chả hiểu 2 là cái gì luôn đấy. Tại vì trong một số các cái trường hợp là bảng cơ sở dữ liệu của chúng ta nó nhiều trường, ngồi đếm như thế à? Cho nên chính vì vậy thì thầy mới sử dụng feed assort đấy các em. Feed assort nó sẽ trả ra chúng ta một mảng. Nhưng trong tình huống này, cái mảng này của chúng ta có bao nhiêu phần tử các em biết không? Cái mảng row này có bao nhiêu phần tử các em biết không? Úi giời, 4 à? 4 thế nào được? Nhiều bạn bảo đây 4, thầy ơi có 4 bản ghi, đây của thầy có 5 bản ghi à, thôi 1, 2, 3, 4, 5. Nhiều bạn bảo là trả ra 5 bản ghi, dài bét. Một bản ghi duy nhất thôi. Biết vì sao một bản ghi duy nhất không? Làm gì có trường hợp nào mà nó trùng 2 lần như thế này. Làm gì có chuyện trùng admin password rồi mỗi một người dùng có một tài khoản duy nhất mà, đúng không? Mà thầy đã que này. Nếu mà thầy không có cái chỗ where này cơ thì nó sẽ trả ra cho thầy là 5 bản ghi, tương ứng với 5 bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Nhưng ở đây của thầy là gì? Where rồi. Cho nên nó chỉ trả ra là 1 thôi. Hơn nữa thầy còn limit 1 như này. Thầy còn lấy có 1 này. Suy ra cái mảng này bao gồm chỉ có duy nhất 1 bản ghi mà, à xin lỗi, 1 phần tử mà thôi. Chính là cái thông tin đăng nhập của người dùng đấy đấy. Rồi cuối cùng, nếu cái này ok đúng rồi, thầy chuyển trang. Chuyển trang chúng ta có mấy cách? Câu trả lời có 2 cách. Cách 1, chúng ta sử dụng cái hàm header. Và cách 2, chúng ta sử dụng cái phương thức location của JavaScript. 2 cách liền. Cái này, những cái này chúng ta chưa được học đâu. Thực ra là các em phải tìm hiểu, chứ trong chương trình hình như thầy cũng không thấy có. Đấy, có 2 cách. Cách 1 là sử dụng, các em được học JavaScript chưa nhỉ? Học chưa nhỉ? Rồi, còn nhớ cái cách chuyển trang ở trong JavaScript không? Window.location.href đúng không? Bằng đường dẫn. Còn ở trong này thì chúng ta dùng cái này cho nó dễ. Em dùng header. Tham số chuyển vào là location 2. Tên của file chuyển đến
Giả sử thầy sẽ chuyển đến, bình thường chúng ta sẽ chuyển đến file index nha, nhưng ở đây thì thầy sẽ chuyển đến một cái trang có tên là, đây trang này chưa có, chưa tồn tại đâu, nhưng mà thầy cứ ví dụ thôi. User list .php. À, thế thôi. Eo thì thông báo ra một cái câu lệnh return tài khoản hoặc size email hoặc mật khẩu. Đấy, hết rồi. Như vậy là cái chức năng đăng nhập thành công rồi. Mất thời gian ấy, vừa viết vừa giảng giải mất thời gian thật. Đây là chức năng login nha, xong rồi đấy. Nó chỉ ngắn thế này thôi. Thế là mình đăng nhập được nhé. Hôm sau mình thêm vài cái section vào nữa là nó sẽ lưu được thông tin. Có nhiều bạn bảo là thầy ơi làm thế nào để có thể là gì? Khi vào trang admin thì nó nhảy ra cho chúng ta trang login chứ không phải nhảy ra trang index. Thì câu trả lời là sử dụng section. Nhưng vì cái tính chất section mình chưa học, mà bây giờ thầy giới thiệu luôn ở đây thì nó nhiều kiến thức mới quá, nên thầy đang hướng dẫn theo hướng là trọng tâm vào phần kết nối cơ sở dữ liệu và thao tác cơ sở dữ liệu thôi. Đó. Cho nên thầy mới trả ra ở đây trang user list, chứ thầy trả ra không trả ra trang index đâu. Thầy sẽ không tạo ra index ở đây đâu. Đến hôm nào dạy cho em cái bài section ấy, thì thầy sẽ kết hợp luôn vào cái bài này. Có bài này sẵn rồi, thầy kết hợp một cái là thầy dạy luôn được cái section. Xong login nha. Bây giờ thầy mình sẽ làm kem xong chưa? Bạn nào chưa xong có số 0 cho thầy nào. Rồi, bây giờ trong trang admin này mình làm từng chức năng một đi chứ không ôm đồm được. Trong trang admin này thầy tạo trang login.php. Bắt đầu mình tạo đến phần view rồi đấy, đến phần người dùng sử dụng rồi đấy. Phần đây là phần login này, chính là phần view này, phần người dùng sử dụng rồi đấy. Các em tạo cho thầy một cái file như vậy đi. Rồi, trong cái file này thì nó có HTML đấy nhá. Đầu tiên thầy sẽ gọi đến cái classit đấy, classit user include one chấm chấm thuộc class user class. Xong bây giờ viết code HTML. HTML 5. Cái này là trang đăng nhập chẳng hạn này. Tất nhiên ở đây thầy chưa xây dựng ra các cái trang như header, footer đâu. Mai sau mà các em làm ổn rồi ấy, những cái thành phần này chúng ta làm trong cái trang header cho đỡ phải vào khai báo nhiều thế này. Nhưng thôi bây giờ chúng ta chưa có thì thôi các em cứ viết cái này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khai báo ra một cái form để người dùng đăng nhập. Viết code HTML thôi, form. Trong đó action. Thầy ơi cái plugin để gì để sáng? Thầy ơi cái plugin gì để sáng HTML? Của thầy có được sáng code HTML. Thầy cũng có để ý đâu. Của thầy như này có gọi là sáng không các em? Của thầy theo mặc định mà thầy trong cái phần mềm của thầy có cài có hai cái extension thôi à, như này có mỗi cái live server với cả cái PHP Intel thôi chứ thầy có cài gì nhiều đâu. Chắc là các em chỉnh thêm rồi đây này, chắc là các em chỉnh thêm rồi thì lát nữa chỉnh lại nhá, chứ bây giờ tìm chắc là một là thêm hai là setting gì đấy nó làm bị thế rồi thì lát nữa em ngồi tìm chỉnh lại cho thầy cái. Thầy toàn để mặc định của phần mềm thôi chứ thầy chẳng chỉnh gì đâu. Rồi thầy tiếp tục nha. Cái action này thực ra là cái kiến thức của bài hôm sau, bài 5 đấy. Cái action là một cái thuộc tính dùng để chỉ đến cái trang mà sẽ xử lý
các cái công việc của cái dữ liệu request. Ở đây cái trang của mình xử lý đó chính là cái trang login luôn, có nghĩa là chính nó luôn. Để điền login.php vào đây. Cái thứ hai quan trọng khi chúng ta học PHP đó là methods. Methods thì hôm sau thầy sẽ nói. Có hai methods trong form, hai methods chính. Một là post, hai là get. Post và get đều là hai methods dùng để gửi dữ liệu, đều là hai phương thức gửi dữ liệu. Nhưng gửi với post thì khác và gửi với get thì khác. Gửi với post thì nó sẽ ngầm, còn gửi với get thì nó sẽ tường minh như thanh URL. Hôm sau thầy sẽ nói lại cái này. Còn cái thông thường cái quá trình gửi dữ liệu mà không mà mang tính bảo mật ấy, tại vì username và password là phải bảo mật rồi, cho nên thầy sẽ khai báo ở đây. Đó là cái phương thức method là post. Chứ ông nào chơi là get là nó hiển thị lên trên cái thanh địa chỉ luôn ấy. Tên đăng nhập với cả mật khẩu mà hiện lên đấy thì toang. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng phương thức là post để gửi dữ liệu một cách là bảo mật hơn. Rồi đến đây thì tạo form đăng nhập. Đăng nhập này. Rồi tạo cho thầy đơn giản thôi nha. Thầy viết xong thầy copy cho các em cũng được. Cái đầu tiên ấy nó là một cái nút input. Chỗ này là email đi. Input này là type text. Sau đó cho chức năng require vào, có nghĩa là bắt người ta phải nhập vào. Require. Đấy. Ừ, dùng bootstrap cũng được. Các em dùng bootstrap hay gì cũng được. Ở đây thầy đang viết HTML thuần thôi, chẳng có cái gì cả. Rồi, name, chú ý cái name nhá. Khi chúng ta làm việc với form thì cái thuộc tính name này là một trong những cái thuộc tính quan trọng nha. Do vậy viết đây cho thầy. Name ở đây thầy để cái chỗ này là admin email. Còn name nó là gì thì thầy không giải thích lại nữa, bởi vì nó là kiến thức của cái môn HTML rồi. Cái thứ hai thầy copy lại cho nhanh này. Dùng bootstrap thì các em sẽ thấy là nó đẹp. Rồi chỗ này là pass. File là password. Name chỗ này của mình là admin pass. Và cách cuối cùng phải có một nút, đó là nút submit. Button đăng nhập. Dùng button cũng được nha, hay là em dùng input với type button cũng được. Nhưng nhớ type của nó phải là submit. Chắc chắn nó phải là submit. Rồi, thầy sẽ gửi cái form này cho các em. Các em dán vào thôi. Còn bạn nào thích đẹp thì về nhà làm đẹp sau. Đây chỉ là một form cực kỳ xấu, chẳng có gì cả. Đấy, là mỗi cái đăng nhập mà mất bao thời gian. Rồi, bắt đầu thầy sẽ viết code PHP này. Thầy viết luôn trong body nha. Thầy sẽ nhúng code PHP vào đây. Chấm PHP. Chấm. Cái việc đầu tiên em khởi tạo ra cho thầy một cái đối tượng từ lớp user classes. Viết thế nào? Thầy nói lại yêu cầu này. Khởi tạo đối tượng từ lớp user classes. Mình phải khởi tạo thì mình mới các dùng được các phương thức như phương thức login ở trong đấy chứ. Cho nên khởi tạo ra thì mình viết thế nào. Khởi tạo đối tượng thì dùng từ khóa new ấy. Vậy mình viết thế nào đây? Chết rồi, không kịp rồi.
Rồi, đô la, giả sử. Ôi dồi, database ở đâu Quang Huy ơi? Bây giờ làm gì truy xuất lên database nữa? Sao lại là database chứ? Database làm gì có cái thông tin gì của bảng user đâu? Hơn thế nữa đây này, em nhìn này. Thấy include là user class chứ database này có tương tác trực tiếp nữa đâu em. Rồi, nhìn này, xem có hiểu gì không nha. User bằng new. New cái gì? New user class. Chứ mình có làm việc gì với database? Cái thằng classship, user class ấy, thì nó mới làm việc với database. Còn đây là mức, thực ra đây là cái mức view rồi này. Cái mức là cái mức mà gọi là người dùng tương tác rồi này. Còn mấy cái mức kia là mức control với mức model trong mô hình MVC ấy. Thì bây giờ là mức người dùng rồi này. Người dùng ấy thì người ta không can thiệp đến database đâu. Ở đây thầy chỉ can thiệp đến cái user class để làm việc với đúng cái thằng bảng TBL user thôi. Chứ còn new database ở đây nữa thì new database nữa thì can thiệp trực tiếp vào trong cơ sở dữ liệu rồi. Mà database nó chứa tất cả dữ liệu của chúng ta đấy. Còn user class ấy, thì nó chỉ thao tác với đúng cái bảng TBL user thôi. Rồi xong. Đến cái phần mà các em chưa học. Không biết thầy hỏi câu này có bạn nào trả lời được không nhé. Để chúng ta có thể lấy được dữ liệu từ phương thức POST thì làm thế nào? Câu hỏi này cực kỳ khó. Nhưng có một số bạn lớp mình bảo làm được chức năng đăng nhập rồi cho nên thầy hỏi. Dữ liệu thì lấy ở đâu? Lấy từ cái việc người dùng người ta ấn vào cái nút submit trên cái trang trên cái form đăng nhập này này. Có bạn nào biết không? Biến mảng post dùng để lấy dữ liệu Khải ơi. Rồi, thôi thầy viết. Nếu iset post là submit. Cũng được. Cảm ơn Thành Trung, cũng là một ý kiến, có nghĩa là nếu tồn tại ra cái biến mảng post submit. Nhưng ở đây ấy, thầy viết thế này này. Nếu gì? Chúng ta sẽ sử dụng một biến mảng để kiểm tra xem phương thức của chúng ta là phương thức gì. Nếu biến mảng tên là biến mảng server. Cái này chúng ta chưa học nên chúng ta chưa biết nên cũng không sao cả. Chúng ta là request. Đúng rồi, cảm ơn Phương Nam. Request methods. Có nghĩa là cái phương thức mà truyền dữ liệu mà là phương thức POST thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ biến mảng POST. Cái này chúng ta chưa học nha, cho nên là cũng đừng căng thẳng quá. Các em sẽ được học nhưng bây giờ thì chưa. Có nghĩa là lấy dữ liệu từ những cái ô text này này, lấy dữ liệu vì nó gửi dữ liệu bằng method POST cho nên mình sẽ lấy dữ liệu thông qua biến mảng POST. Thầy khai báo một biến, đó là biến admin email sẽ bằng biến mảng POST. Trong này truyền cái gì? Trong này chính là truyền cái này này em này. Cái name của thằng này vào này. Nhìn nhá. Cái name này này. Đó. Đấy nhá. Cái name này nha. Chứ không phải truyền vào cái tên trường đâu. Thầy đặt giống tên trường cho nó dễ phân định thôi. Chứ bản chất là truyền cái name này này em này. Đó. Tương tự như vậy. Cái thứ hai là admin pass bằng cũng biến mảng post truyền vào đây, nó là đây, nó truyền là chính là cái name của cái thằng này này. Rồi sau đó làm gì? Sau đó thì sử dụng cái phương thức login thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức login ở trong cái lớp user class để kiểm tra thôi. Chúng ta kiểm tra login bằng user
gọi đến phương thức login. Truyền vào đây là cái gì? Theo như đúng tinh thần chúng ta viết, truyền vào đây là thông tin của admin email và admin pass. Thì đấy, nó đây rồi. Admin email. Admin pass. Đó. Đây là quá trình chúng ta kiểm tra. Rồi, xong chưa kem? Thực ra chỗ này là kem nhiều bạn vẫn còn mông lung lắm. Chắc chắn là mông lung rồi. Bởi vì những cái này đã học rồi. Cái này còn chưa học, chưa biết. Thì thầy giải thích nhanh để kem tìm hiểu này. Gửi dữ liệu đi, nó dùng cái phương thức POST. Gửi đi thì trong trường hợp này gửi cái gì? Gửi cái thông tin của admin email và admin pass mà người dùng nhập vào. Thì cái thông tin gửi đi đấy làm thế nào để lấy được? Vì là vùng dùng phương thức POST cho nên chúng ta dùng biến mảng POST để lấy. Thế thôi. Đến cái bài sau, ngày thứ bảy chúng ta học, chúng ta sẽ được đề cập đến cái này. Thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ. Rồi bây giờ xong rồi. Bây giờ thầy muốn là gì? Nếu đăng nhập thành công thì chuyển trang đúng không? Còn nếu không đăng nhập thành công thì thông báo. Thì thầy làm luôn một cái thông báo cơ bản đấy, một cái thẻ P ở đây đi. Thẻ P ở đây của chúng ta sẽ mở P ra. Có nghĩa là đúng thì chuyển trang, mà sai thì thông báo. Thông báo thì hiển thị ở đâu? Thông báo thì hiển thị ở cái thẻ P này của thầy này. Chúng ta kiểm tra nếu mà reset là kiểm tra một cái phương hàm trả về true false, kiểm tra xem liệu rằng cái thông tin ở trong này có được thiết lập hay không. Nếu như cái login này của mình này mà nó có được check thì chuyển trang, không thì đưa ra thông báo. Nếu reset, trong trường hợp này nếu như reset của chúng ta nó trả ra cái gì thì thông báo về đấy. Icho login. Nhiều bạn không hiểu cái dòng này dòng để làm gì. Dễ thôi. Cái dòng này để làm này này. Các em nhìn chỗ này chưa? Nó có return này này. Em nhìn thấy chưa? Ví dụ nó sai thì nó trả ra một dòng thông báo này. Và dòng thông báo nó hiển thị ở trong cái thẻ P này này. Cho nên thầy mới viết ở đây. Thực ra em viết ở trên, ở dưới, ở cuối gì cũng được. Để nó hiển thị thôi mà. Thôi, chạy bài thôi nha. Không biết là liệu rằng viết code suốt từ nãy giờ bây giờ mới check được này. Tại vì nó có mối ràng buộc giữa mấy cái lớp này, bây giờ mới check này. Bây giờ thầy check thử nha. Rồi, vào trang web của chúng ta nào. Rồi, admin nào. Rồi, có trang login này đúng không? À quên. Chưa có trang để chuyển, nó lát lại báo lỗi to đùng ra. Tạo ra một cái file đi. User list.php. Cái trang này là gọi là gì? Hiển thị là danh sách người dùng đi. Đấy, viết tạm thế thôi em. Viết tạm một cái tự từ danh chỗ này là icho. Viết cho cẩn thận một chút luôn đi. Hỏi chấm .php. Chỗ này là icho danh sách người dùng. Cái này thì chưa viết. Đấy, user list xem đúng chưa nào. User list.php. Rồi, đúng rồi. Đó. Để chạy thử nha. Nếu mà đúng thì nó sẽ ra cái này, còn không đúng thì báo lỗi. Rồi, thầy vào trang login này.
Đây, đăng nhập này. Cái này là sai đúng không? Tại vì cái này là chúng ta đăng nhập bằng bằng email mà. Đấy, sai email hoặc sai mật khẩu. Chắc chắn là sai thì nó báo sai. Và bây giờ thầy nhập đúng này. Thầy có một email là linktd@fe.edu.vn, mật khẩu là admin. linktd15@fe.edu.vn. Mật khẩu là admin này. Bây giờ mà anh đăng nhập nó vẫn báo sai mật khẩu hoặc là sai email thì là phải đi dò lỗi rồi này. Đăng nhập này. À, chuyển trang rồi. Vậy là đăng nhập thành công rồi kìa. Như vậy là code của chúng ta đúng hết rồi. Rất may là không sai chỗ nào. Bây giờ sai thì cũng mất thời gian đấy. Rồi, kem test bài của mình đi, xem là có được như vậy không. Như vậy phải hỗ trợ kem đến 70% của trang login rồi đấy nha. Bây giờ kem chỉ thêm section vào nữa là xong. Thầy cho em xem lại clip được không? Ừ, ok, clip đây em. Cái clip là cái cơ bản nhất. Đây, nó chỉ có từng tí này thôi. Nó chỉ có tí code đây này thôi. Đấy, tất cả clip một đoạn con này thôi. Lát nữa thầy sẽ gửi đoạn code này cho các em. À không được. Mà chẳng sao, lát thầy gửi về cho các em xem lại. Vẫn không kịp được. Thầy định hôm nay cho các em làm cả thêm sửa xóa nữa. Thêm sửa xóa nữa. Cho em xem lại login này. Ở đây login đây. Chỗ này là cái form nha. Còn đoạn code PHP nó chỉ có một đoạn này thôi. Bạn nào bị lỗi thì chiếu lên, thầy chỉ cho. Lát nữa thầy sẽ gửi cả cái đoạn code này cho các em, để các em về xem lại cách triển khai. Không kịp, cuối cùng 2 tiếng rồi vẫn không kịp. Tại vì căn bản thầy vừa viết, thầy vừa giảng cho nên nó hơi lâu. Thầy định làm được thêm sửa xóa nữa. Xem hộ em cái lỗi cứ undefined cái bên chỗ là line. Ừ, em chiếu lên đi. Như vậy ngày hôm nay chúng ta biết được thêm cái kiến thức của một chút về form rồi đấy. Bài hôm sau là bài 5 thầy giảng cho em sẽ nhanh hơn đấy. Chúng ta biết là form nó có action, nó có method. Hôm sau chúng ta cũng học cái đấy à. Rồi, bật cho thầy cái... Ui dồi, báo lỗi này. Bật cho thầy cái config nào. Cái này sai từ cái config em ơi. Bật cái config.php nào. Define à? Nhìn cái define có cái gì đấy nó sai sai rồi sao nhỉ? Nó thừa chữ D, đồng chí ơi. Vứt chữ D đằng sau đi. Rồi, lưu lại. Rồi, hết lỗi luôn. Đấy. Thầy xem em đây. Ừ. Ừ. Các em thử đăng nhập xem đăng nhập được không nha. Còn lỗi thì cứ chiếu lên cho thầy nào. 6 rưỡi thầy mới vào ca cơ, cho nên thôi có 10 phút giải lao thì bạn nào lỗi thầy cũng xử lý luôn cho. Từ từ, năm row, nhìn thấy rồi. Bật cho thầy cái database. Cái file database. Rồi, nhìn thấy luôn rồi. 5 row tự nhiên xem nào. Từ từ. Result query. 5 row. Ô. Có nghĩa là câu lệnh truy vấn có khi sai. Tại vì 5 row ở đây đúng rồi. Cho thầy xem lại lỗi nào. Không thể đọc được cái 5 row trong database kiểu bool, on bool. Bật lại bài này, code này. Cái này sai thì nó sẽ có nguyên nhân này. Một là cái function này sai. Nhưng cái function select của em ấy, thầy nhìn thì đúng rồi. Vậy chỉ còn sai ở đâu? Cho thầy xem cái user class nào.
cái select user class nào. Rồi, select sao TBL user thiếu chữ S em ơi. Bảng của thầy có chữ S mà. Rồi. Ở từ từ, ở được rồi đấy, lưu lại. Và từ 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 từ, sao lại có dấu trừ? Thầy vừa nhìn thấy dấu trừ ở trong, bật code lại đi. Chết chết. Sao lại có cái dấu trừ ở chỗ AD? À chỗ bằng cái dấu trừ đấy. Em viết dấu bằng là dấu trừ đấy. Thầy thì nhìn thấy là dấu trừ đấy. Chỗ đấy phải dấu bằng nhá. Bằng chưa đấy? Không bật. À dấu bằng của em chắc là nó bị tín hiệu truyền nó bị nhòe nhòe cho nên thầy là thấy giống như dấu trừ ấy. Thôi được rồi, nếu dấu bằng thì ok rồi đấy. Nhưng sao chỗ này em lại ấn enter xuống à? Của thầy là do là hết dòng nó enter xuống chứ có phải là thầy enter đâu. Kéo lên trên cho thầy. Ờ, đi enter xuống thật đấy à? Của thầy là thầy phóng to lên, nó tự xuống dòng. Rồi lưu vào đi, chứ không phải thầy enter xuống dòng. Location viết sai kìa. Ôi dồi ôi. Dòng 20, thiếu chữ N. Các ông viết code thế này thì chết tôi. N. Rồi. Rồi. Reload lại, chạy lại nào. Reload lại chưa? Ờ, được rồi. Thầy xem em với thầy ơi. Chiếu lên nào. Em viết code cẩn thận cho thầy tí nhá. Không, nói chung là thiếu mấy cái chữ cái như kiểu nên dò tét mắt lắm. Lại 5 row tiếp. Giống hệt như bạn vừa nãy. Rồi bật code lần từ từ, từ thầy xem cái này trước. Thầy xem cái này viết đúng chưa nào. Ok, cái này đúng rồi. Suy ra lại sai ở trong trong user class rồi. Nào, select self. Lại TBL user lại thiếu chữ S rồi. Giống hệt bài bạn trước luôn. TBL user này, TBL cái bảng ấy có chữ S mà em. Dòng số 15. TBL user thiếu chữ S đằng sau. Cái thứ hai là đừng enter xuống, khổ quá. Các sếp cứ enter xuống hết thế này. Admin, admin cũng viết sai kìa sếp ơi. Khổ. Thế này thì mai sau đi thi nó trả toang thì sao? Bên admin cũng viết sai, từ từ nha. Rồi, chạy đi em. Reload lại trang và chạy lại. Rồi, nhập sai đi, nhập sai đã. Linh tinh vào, nhập cái bắt mật khẩu linh tinh vào. Rồi, bây giờ nhập đúng như nào. Phân sai. Làm có tài khoản Giang thật không em? Bật cơ sở dữ liệu thấy xem nào. Cơ sở dữ liệu của thầy làm gì có tài khoản Giang nhỉ? Ôi dồi ôi, TBL user ấy. Chứ bật cái cơ sở dữ liệu làm gì? Ờ? Không có bản ghi nào à? Xóa hết. À, em dùng cái cơ sở dữ liệu của em à? Đã có bản ghi nào đâu mà kiểm tra. Insert cho thầy một dòng vào đấy mà kiểm tra. Ấn chèn đi. Cái bảng này trống hơ trống hoác, lấy cái gì mà kiểm tra. Ấn chèn đi nào. Ấn chữ chèn kìa. Đấy. Úi giời ơi. Rồi chỗ admin name ấy. Gõ tên của em vào. Tên Giang vào đấy. Giảng. Rồi cái email. Chết không lị. Rồi password admin đi. Rồi lưu vào. Thực hiện. Rồi xong rồi, bây giờ đi kiểm tra đi. Không tồn tại cái file user gạch ngang gạch dưới list. Em chưa tạo đúng không? Nó chuyển trang đúng rồi đấy. Nhưng hình như em chưa tạo. Em mở Explorer này xem nào. Có cái. Ôi, ôi các sếp. User list làm gì có gạch dưới. Khổ quá thì thôi. Nói thật nhá. Kem mà bây giờ mà viết như thế này thì đây không phải là những lỗi nặng đâu. Đây là toàn những cái lỗi gọi là
mét xíu bị xìu à. Bên này thì chết. Rồi, chạy đi. Cái này không phải là do kiến thức nữa đâu em, mà cái này là do gọi là cái sự cẩn thận của các em thôi, chứ chả phải là kiến thức gì đâu. Rồi, ngon lành rồi. Ok. Rồi, có bạn nào lỗi nữa không nào? Thầy sửa em có em ơi. Cảm ơn các bạn không gặp lỗi. Cảm ơn sửa lớp em có thể tắt nhạc lên rồi. Nhạc tắt đi. Nhìn, tắt nhạc đi em. Rồi, bạn nào mà ổn hết rồi các em có thể nghỉ. Còn bạn nào mà bị lỗi thì chiếu lên cho thầy. Thầy còn 10 phút, à thầy còn 8 phút nữa. Đây đây, em bị lỗi. Ừ, chạy đi. Đây này. Ôi trời ơi. Lỗi liên quan đến cả gọi function kìa. Có nghĩa gọi function phải sai. Bật database trước cho thầy nào. Thôi từng cái một để bật config nào. Bật file config ạ. Ừ. Thầy check cho một lượt nào. Đây. Đúng. Tiếp bật database nào. Đây. Kéo lên trên cùng nào. Em lỗi một đống luôn. À đây. Đây cái gì? Lỗi cái gì ở đây? Cái này đúng rồi đây. Vẫn còn, từ từ kéo xuống, cứ bình tĩnh. Em còn sai nhiều. Còn chắc nữa, còn chắc. Cái này đúng rồi đấy. Ừ, cái này đúng rồi. Có thiếu S đâu em, học ấy đúng rồi mà. Bạn ấy viết đúng rồi mà. Sai chính tả. Còn chắc. Ừ, đúng, thiếu chữ S ở sau chữ N. Ui giời. Đúng rồi, cảm ơn, mắt tinh đấy nhỉ. Tiếp tục này, từ từ, chưa được. Lại được cái sếp này, sếp Enter xuống hay sao ấy. Phóng to lên. Phóng to cửa sổ code lên em. Rồi, ông Enter tôi đã bảo là tôi phóng to lên, nó dữ liệu nó bị xuống dòng. Các ông cứ Enter xuống dòng. Dòng 21-22 kìa, kéo nó lên. 22 kéo lên. Ừ. Vâng. Rồi. Tiếp tục kéo xuống thì xem nào. Cái đấy đúng rồi. Rồi, ok, lưu vào nào. Rồi bật tiếp user class nào. Chưa xong. User class thì check một lượt luôn. Sao lại gọi database hả rồi? Admin viết sai kìa. Rồi. Admin à. Đâu em? Admin MI kìa. Email kìa. Ừ đúng. Rồi. Giống 14 đấy. Admin lại Admin đi kìa. Ui cái gì? Em viết sai, viết cẩn thận nào. Từ từ. Rồi đúng rồi. Bật tiếp cho thầy một trang nữa là trang login nào. Cho chắc. Rồi. Rồi. Ôi giời ơi, user. Em bật lại cái user class thầy xem là có chữ S không nào. Không có. Ở bên nào? Cái file user class.php. Ở đây có S. Kích vào. Đấy là tên file thầy xem đã. Không có. Thôi không sao. Không có mới đúng. À vâng. Bật login đi. Các ông đặt thế này đến lúc loạn hết cả lên. Có chữ S thì không có chữ S. Từ đợi tí thầy đang xem cho bạn này đây. Kéo xuống nào. Rồi sếp chạy đi cho em. Sai. Đăng nhập đúng chưa nào. Đó. Sai. Có chắc là có tài khoản đấy không đấy? Bây giờ hết lỗi rồi nha. Bây giờ chỉ còn đúng với sai thôi. Em xem đúng tài khoản hay không. Đây này. DS A còng. Từ từ. Điểm BN rồi. 123 thôi nè. Đăng nhập. Sai code rồi. Bật code select thì xem nào. Bật cái đoạn select em. À, kéo cái này xuống đi. Kéo cái này xuống đi. Admin path.
admin email submit. Rồi kéo lên thầy xem nào. Admin email admin map. Rồi cái này thì đúng rồi, bật trên user class thầy xem nào. Select cell from TBL user where admin email and admin pass. Kéo sang sau nữa. Băng băng. Dấu băng đấy. Cái dấu bằng ở chỗ admin pad. Em học thế này thì thầy mà dạy cơ là lại cơ sự. Ông viết ở đấy không? Trời ơi. Viết rồi à. Bây giờ tôi mà dạy lại ông cơ sở dữ liệu này thì tôi cho ông trượt chục lần mất. Rồi lưu vào chạy đi. Đến viết cái câu lệnh truy vấn không thành công như này. Ôi, toàn những cái lỗi ti ti thế này. Thôi thôi được rồi, đến bạn nào nào. Ôi, thầy vào ca sau mất rồi này. Bạn nào nhỉ? Ừ, Thành Trung, chiếu lên nào. Cả bạn Ngọc Quỳnh nữa chứ. Nhanh nào thầy, còn có một phút nữa thầy vào ca sau mất rồi. Ôi, đang dạy ca trước hả thầy? Ừ, đây ca các bạn nhiều lỗi quá. Thế chỗ này nó bị đỏ thầy ạ. Rồi, result. Di vào cho thầy xem nó báo lỗi gì mà đỏ chẹt đấy. Không phải là một object. Rồi từ từ. Bỏ ra con chuẩn. Mở cho thầy cái database ra xem nào. Từ từ nha. Dòng số 24 kéo lên dòng 23 đi, nhanh.